Phụ cho con hỏi trong kinh Thánh Địa Mẫu từ cái câu mà 500 trở xuống sư phụ nói là mẫu từ bủa thiên la địa võng sức đại hùng vang động kinh hồn làm cho thiên ám địa hôn thần sầu quỷ khóc vong tồn thảm thương. Con hỏi sư phụ những cái chuyện trong đây xảy ra sau khi sư phụ trở về Việt Nam hay là trước lúc sư phụ trở về Việt Nam? Đã xảy ra cách đây mấy năm rồi. Thiên ám là mà mẹ phủ lưới cho rồi thiện ác chết chung một chài đó. Thì tất cả trong 7 năm nay nó đã xảy ra hết. Thì từ thời Covid tới giờ mình có trên 5-70 triệu người chết. Một cái thế giới mà chết nhiều như vậy, cộng với bên nước Việt mình á, mỗi ngày chết mấy nghìn người, chết âm thầm á, chết mỗi Việt Nam đâu có cho lên đài nói đâu. Thiếu ăn cũng chết, không tiền như nhà thương Sài Gòn cũng chết. Có nghĩ một ngày á, là biết bao nhiêu nghìn nghìn người bị bệnh. Mà bây giờ ta lại nghèo nữa, rồi nhà thương Sài Gòn lại không có thuốc. Thì những cái người đó con tưởng là Superman à, không chết à. Thí dụ người ta không đến nỗi phải chết, chỉ cần lọc thận thôi. Bây giờ không có tiền như nhà thương là chết. Người bệnh tiêu chảy sơ do không có tiền nhà thương cũng nằm nhà cũng chết. Nói chung là một cái chứng bệnh ở Mỹ nó chỉ rất là bình thường, nhưng mà bên Việt Nam bây giờ là chết. Cho nên số lượng chết hiện bây giờ cũng là đang sàng lọc. Mỗi ngày dù đón nước Việt chết khoảng 4-5 nghìn người. Ổng cảm cúng là bệnh này bệnh kia, uống ba cái thuốc nam thuốc tây bạc hà rừng rồi làm sao mà hết bệnh. Rồi chưa tính là những cái ca mổ nữa, chút mà mổ không có tiền mổ đi vô bệnh viện Sài Gòn đâu, nó đâu có cúng. Một quốc gia mà hệ thống bệnh viện mà chỉ có tiền á thì mới sống. Thì con nghĩ một quốc gia đó mỗi ngày chết bao nhiêu nè, mấy con có mà tính đi, nhiều lắm á. Vậy thì sau khi sư phụ trở về Việt Nam thì cái số lượng mà chết chóc nó sẽ giảm hơn. Dĩ nhiên trước tiên thầy hộ không có muốn, sư phụ với đức thầy đều có một cái cuốn sách, cái kế hoạch để mà gây dựng lại quốc gia, nhưng mà roughly á, hồi lớn lên ở Mỹ, những cái gì Mỹ nó đang có sẵn mình học nghệ cắt là lẻ, mình đem về mình dịch từ tiếng Mỹ thành tiếng Việt không, hiến pháp gì cũng vậy. Hay là kiểu quân chủ lập hiến, kiểu Thái, kiểu Anh, kiểu Nhật á. Chứ mình không có cần phải ngồi suy nghĩ chi nó mệt. Người ta làm sẵn hết rồi. Nó tốt đến mấy nghìn luật sư mà mấy chục năm nó soạn ra, tại sao mình không mượn nó mình ấy cũng như phi vậy thôi. Thì cái quan trọng nhất, nước Mỹ này giàu là chừng có 100 người tỷ phú. Đâu có nhiều đâu. Việt Nam mình nhỏ xíu, có 100 triệu dân chỉ cần 10 người giàu. Thì mình lấy thuế của họ thôi. Mình giữ mấy ông bầu để mà tạo công việc làm cho mấy ông thợ. Tại một người tài trên hàng triệu người mà, đâu phải ai cũng giống ai đâu. Tại chính phủ Việt Nam không biết trọng nhân tài, chứ họ quý từ người. Nhiều lúc á, con nên nhớ trong hãng sư phụ 500 người. Chỉ cần một thằng nó giỏi, nó có thể thay đổi vận mệnh của một cái department. Thì ngoài đời mình cũng vậy, quốc gia nó cũng vậy. Còn Việt Nam thì 4 triệu đảng viên, người tính là số lượng đông. Chứ không đông mà toàn là khỉ múa rối thôi. Nhưng mà cũng có câu bà mình dạy đó, lắm thầy nhiều miệng, nhiều thợ, mỗi miệng vậy đó. Ở đâu phải là nhiều người làm được việc đó. Thấy chamber là có mình đó thôi. Là hơn cả mấy sư đoàn lúc. Nên kinh Địa Mẫu là những cái thời mà mẹ tiên tri đó, là cách đây hàng nghìn năm rồi, thời Quang Tự, cho vào đúng cái thời đại này. Nên lúc mà thù soạn cuốn kinh đó đó, thì mẹ là người đọc lại, rồi Phật Bảo Âm đọc lại mấy cái phần kia, Phật A Di Đà nữa, thì nhiều vị lắm. Tới ngày hôm nay mình mới có được cuốn kinh tiếng máy mà nó rất là hoàn hảo. Mấy vị Phật lại ba lá sám hối. Tại lại sám hối nó quan trọng lắm. Hồi nhỏ mình không biết phá thai cổ quyền mình bu bám theo cổ mình, nặng cổ nặng vai, bị depression, không có ham đi làm gì hết. Thì lại sám hối hàng ngày từ từ mấy cái đó nó mất. Cho nên thiên tâm mình tu nó lẹ hơn là thích cờ gù cờ gặp nhiều. Thì kinh Địa Mẫu hồi đó mẹ nói là trong đó lời của mẹ thật sự có 30% thôi. Còn ở ngoài kia người ta cũng thờ mẹ, ở bên Việt Nam á.
nhưng mà sai. Người ta đã dịch theo ý của họ nhiều lắm, từ tiếng Tàu dịch tiếng Việt, rồi từ cái chùa miếu cho nhỏ, tại nó không có nằm trong một cái hệ thống lớn. Rồi đến khi thư phụ bây giờ là con với cha mẹ xuống đại diện cho thế giới vô hình của Phật Thánh Tiên, người mang ra người, nói ra tiếng người, thì thư phụ là người ở giữa. Thư phụ cũng giống như cuốn từ điển giữa cõi người và cõi trời vậy đó. Hiện giờ vậy thì mới có cuốn kinh hoàn hảo ngày hôm nay, đó là kinh Thiên Tâm. Ở trên trời không có phân biệt trời hay là Phật hay cõi A Di Đà, chỉ có một thôi. Mà xuống đây á thì mình phân nó cũng y như tại sao ở Cali này, ngay vùng này nó có trường Berkeley, có trường Stanford, rồi trường San Jose State, nhưng mà cuối cùng rồi cũng là một cái học ra trường, cuối cùng cũng là một cái bằng cấp kỹ sư thôi mà. Thế trên trời cũng vậy. Bây giờ ai đây giỏi tỷ phú, người ta đi ra mở một cái trường đại học giống như Trump University, thì Phật A Di Đà ông tu giỏi thì ông lên ông mở cõi. Ok, tôi có cái cõi tôi đây nè, ở dưới này ai mà làm giống những cái điều lợi của tôi thì về đó với tôi, nó y vậy thôi. Nhưng trên đó vẫn là cha cai quản hết, điều hành hết, tắt cái máy sưởi rồi còn mệt quá. Nào lạnh ha, mở lên. Sư phụ, vậy chứ kinh sống để thôi giảng hết cái câu con hỏi. Nhưng mà khi mà mẹ thấy một cái chài thiện ác chết chung đúng không? Nghĩa là khi mà động đất rầm, Syria chết lần mấy chục nghìn người, 50 nghìn người, trong đó phân nửa là thiện, phân nửa là ác. Tại cái người thiện ta cũng chung một gia đình, nhưng mà bề trên không có tính theo cái thân người. Bởi vì thư bộ thường thường nói ở dưới này mình mà làm sai phạm với thần thánh hay phạm với ma nó quyền là mình chết, huống hồ chỉ bề trên. Tại cái xác phàm này nó vô thường lắm, nhưng những cái thần hồn mà chết mà gọi là không đúng để chết, thằng tỷ phú nó cả đời làm từ thiện, tự nhiên động đất xảy ra nó cũng chết. Nó cả đời tôi người tốt, tôi giàu có, tôi chưa có hưởng, theo tôi phải bị chết, nhưng mà nó không có bị mất phần của nó. Bề trên sẽ cho cái thần hồn nó đi đầu thai lại ở vào cái thời của Phật Di Lặc sắc giả lâm nè, thì nó sẽ giàu hơn nữa, thì nó cũng happy. Cái đó mới gọi là thiệt đó. Còn cái của mình á, hiện giờ là giả. Cho nên bây giờ mình chịu khổ một chút mà mình đọc Thiên Tâm mấy con hôm nay gom về trên đó. Về trên nãy sư phụ thấy mấy vị cho nó đông lắm, cũng rất là vui á. Cái gì đầy đủ hết. Thì là cũng y như là mà là một người mà giàu có làm từ thiện, bằng như mấy con đọc kinh một ngày ở trên Thiên Tâm vậy. Chứ gì cũng chính như vậy. Đó là lý do tại sao á là xô xuống trần nửa đời nửa đạo. Đạo thì là giáo chủ, đời á thì sau này thôi sẽ là vua nước Việt. Tại sao phải làm hai bến? Làm vua là phải ác đúng không? Ác mới ngô nghị nó mới sợ. Nhưng mà chắc khó. Nên cái đó là nó không quy tắc ở trên thiên đình. Thì từ đó trai hội đồng chư Phật á cho sư phụ xuống. Vì sư phụ là đã là tu rồi, nhiều đời nhiều kiếp thôi đã tu đắc đạo rồi, có mấy chục cái bông sen ở trên trời rồi. Nhưng mà những tiền kiếp sư phụ cũng đã từng có kinh nghiệm làm vua, và lòng từ bi nó nhiều hơn là cái lòng mà gọi là ham cái gì thế gian. Nghĩ về thù sống đâu có gì được của thù đâu, toàn là nghĩ cho mọi người thôi. Thì từ đó hôm nay bề trên mới nói là chỉ có cái màn này á, chỉ có mình nước Việt á, là mới làm lại một cái nước Việt đó. Nó đang xáo trộn nhiều phe phái lắm, sư phụ đứng ngay giữa để mà hòa đồng lại hết tất cả phe phái. Cho nên có cái clip sư ví dụ giống như là Trương Vô Kỵ vậy đó. Bạch Mi Ân Dương, rồi Kim Mao Sư Dương, rồi Tạ Tốt, sư phụ đứng ngay giữa, ông ngoại giúp ông đi, ông nội giết con đi, thì giữa cộng sản quốc gia là nó như vậy. Thì có mình thì mới mua trồ được, thì từ đó là Phật mới xuất hiện ở nước Việt mình, thì mới làm một nước Việt mới và cường thịnh. Sư phụ nói thật, nước Việt sau này rất là giàu, giàu cực giàu luôn. Là vì trước tiên á, là sư phụ nói không phải là không có dẫn chứng luôn.
cả con hay là con của con ngồi đang những cái đứa mà ở nhà hiện giờ nó không biết Thiên Long Sơn với Thiên Tâm, nhưng mà nó là những chất xám tương lai á, là sẽ nói gốc đi về Việt Nam. Một đứa ở đây á, sanh ra lấy chồng lấy vợ, sanh ra cặp cặp nó sanh ra nữa, thì nó cứ như thế mà đi về, thì bao nhiêu chất xám về, bao nhiêu đô la về, chưa tính là thế giới sau này thấy nước Việt ổn định lại họ đầu tư vô, nước Việt rất là giàu, nhất là có thầy phụ với đức thầy, có ông Phật với có ông Bồ Tát xong luôn. Hơi ngã mạng. Nhưng mà gần đây mấy gì kia coi cứ nói thẳng đi, để cho họ có định hướng. Tại vì trong quân đội Việt Nam bây giờ tâm trạng của họ hỗn độn đó, không ai bây giờ muốn chết cho đảng. Ở vùng thôn quê không có tin bí thư huyện, huyện không tin thành phố, thành phố không tin trung ương, trung ương không tin lãnh đạo, không tin, tức là họ không tin nhau hết, không chỗ nào tin chỗ nào hết. Thì mà trên nó mới nói là họ mong bị bãi chức để họ đi về. Có ai mà đang làm việc Việt Nam mà mong bị bãi chức để mà được đi về không? Đó là sướng, nhưng mà không phải dễ như mình muốn. Còn nếu không thì người nào mà hiện giờ có đại phước bên Việt Nam giống như anh thứ trưởng bộ trưởng đó, là có phước đó nghe, phụ nó là có đại phước, là được bắt trọng mà gờ chén đốt củi. Hiện giờ ta sợ quá không, nhưng mà trong mắt sư phụ là nhìn ngược lại để sư phụ giải thích, cũng giống như ông Phạm Bình Minh hay là Nguyễn Trung Phúc rồi vậy đó. Thì sau này những ông này sẽ được dân thương ha, nó đi vào lịch sử ha. Mà có hiểu không? Cuối cùng của cái cuối cùng là cá chết để xuống, người chết để tiến. Nó có cái đó. Cho nên trong mắt sư phụ á, hiện giờ là ai mà được bất trọng mà đốt củi á, là người đã xả nghiệp thế gian, cái làm sời dân không có đến gõ cửa. Tại khi một nước Việt mới á, mà những ai mà có ăn quán thế nào họ cũng ăn quán qua lợi, họ trả thù dữ lắm. Sư phụ là chuyên vô kỵ đứng kem hết. Nhưng mà giờ mình còn đang bị khổ một số nạn là mấy kim cương á, nó vẫn chưa có hiểu thụ cứu nó, mà nó cắn thụ giống như là con đi cứu một thằng zombie á, zombie nó cắn tay con vậy đó, tại nó không có biết tội nghiệp của tụi nó. Mai là 5 năm nay thụ nói gì chúng đó, thụ nói sắp sửa chúng nè, nước Việt sẽ đói vì lũ lụt, vì hạn hán, thiếu lương thực. Thứ hai là dân sẽ ho, mấy ông lãnh đạo là bỏ thẻ đảng. Thứ ba, Trung Cộng sẽ tấn công Đài Loan, khi tấn công Trung Cộng sẽ tan rã, thì cái đó là xong luôn, tất cả những gì thụ nói là trúng hết. Còn Trăng quay lại là giờ ai cũng thấy rồi đó, chắc ăn như bắp. Thường vừa nói gì có chỉ chặt ăn như bắp. Giống như bên bển là ca liên thúc á, thế thì mấy đứa bị cay rồi, ô nhỏ này chắc ăn như bắp. Mấy đứa coi cái video đó không? Tiểu lắm, nghe là đưa cho cái hũ nét nào mà nó không biết ca rồi xong rồi đã, cái hũ nét ngồi đó kìa. Qua yêu tanh vui, chia ra hai phe bên 10 đứa liên thúc. Có một cái là bữa mà lạnh này nè, trời ơi, mấy vị đứng ở trong cái ceiling đó coi quá trời luôn, mọi da đỏ phải không, làm Thanksgiving đó ở đó trên này, ở dưới thi công vui lắm, rồi trên thiên đình cũng vui, mấy vị vui.
Dưới ba cái microphone mà ai còn hai ba cây nữa nói đi. Sư phụ, con hỏi trong kinh sống đó sư phụ, hồi xưa sư phụ có nói là mấy người mà bị hồi xưa cộng sản á, thấy kinh sống rồi bắt thấy lấy kinh sống rồi đốt đó sư phụ, rồi người ta tự viết kinh sống này nọ. Làm sao bây giờ mình biết kinh sống nào là kinh sống giả, kinh sống thiệt sư phụ? Tự vì có kinh sống thì người ta nói là mai mốt mà cái núi bên sư phụ về đó, là cả thế giới ai người ta cũng về đó, tất cả thế giới người ta về đó, người ta tranh chấp cái núi của mình rồi chiến tranh đánh sùm rồi xong rồi cuối cùng mới Việt Nam mình mới được hưng thịnh. Còn sư phụ nghĩ sao? Đó là kinh mà thời Thượng Thượng Quân họ đã làm rồi từ năm 1942 á. Khi mà Đức Thầy là Nga nè, Mỹ nè, nó cũng đưa người xuống, nhất là Trung Cộng từ trước đó rồi, năm lúc mà thời Nhật đó, dài cho tới ngày hôm nay rồi. Hiện bây giờ Trung Quốc nó cũng cho tập đoàn Mê Linh của Việt Nam nó đang khoan hiện giờ nè, mỗi ngày bên đó nữa. Cho nên họ đã vô tranh giành rồi. Sấm Cơ nói nhưng mà nó không có đúng, như là nói cái lý thôi, bài toán đấu mà con phải giải. Thì cái đó thù đã biết là họ đã vô nước Việt Nam mình cách đây 50-70 năm rồi, họ đã tranh giành cái núi đó rồi. Hiện bây giờ trong Pentagon của Mỹ, CIA của Mỹ cũng có 6 quyển kinh thư của Đức Thầy. Con đừng có tưởng Mỹ không gì đâu, Mỹ nó là vua gì đâu, nó mới có cái Jim Dixon đó, nó cố vấn cho những cái nhà mà đi tìm những cái gì mà quan trọng đó. Nước nào cũng vậy, nguyên thủ quốc gia nào cũng sử dụng tâm linh hết. Bên ngoài mình cứ nghĩ là họ bình thường nhưng mà họ rất là tin tâm linh. Cho nên kinh điển chỉ có Việt Cộng á, là nó giống như cứ nghĩ là trò chơi nít vậy, cứ gạt người ta, nhưng mà gạt được những cái thế hệ nhỏ thôi. Hôm nay ở hải ngoại YouTube, trên Facebook, cho nên những đứa nhỏ bản giờ nó hiểu nhiều rồi. Cũng giống như trong Xuân Hạ Tác Cuồng Thư, Đức Thầy viết cái đó năm 1932, sư phụ sinh năm 1965, thì trước đó là 33 năm đúng không, trước khi sư phụ ra đời. Nhưng mà Sấm Cơ, ông Trạng Trình hay là ông Lưu Bá Ôn của bên Tàu, tất cả nói về cùng một người, cả người Mỹ cũng nói về sư phụ, ông Notre Dame cũng nói sư phụ, và Venga cũng nói sư phụ, trong kinh Khải Huyền cũng nói sư phụ, thì Đức Thầy cũng nói sư phụ. Thì nói là chớ nóng nảy sân si hư việt, phải đợi thời vua kiệt họ quý. Mà nước Việt mình là tổng thống với bí thư, làm gì có vua, phải không? Rồi ai là tên kiệt? Cho nên hòa hảo á, hàng 40 năm họ không có giải được cái chữ kiệt, mà rõ ràng Đức Thầy viết chữ kiệt còn chữ hoa là tên. Đến khi cộng sản á, nó không có, khi mà sư phụ xuất hiện 5 năm gần đây nè, thì nó mới quản hồn. Và đồng thời sư phụ biết nhiều chuyện của vũ trụ, sư phụ nói gì chúng mới đó, thì họ mới lái lại, họ dễ dễ thêm những cuốn của họ. Ồ, cái này là Đức Thầy nói anh hùng hào kiệt, tức là họ lái ra cái chữ như vậy. Nhưng mà những người hòa hảo lớn tuổi á, người ta đều biết. Cho nên mấy cái chiêu trò mà lặt vặt á, chỉ có những cái đứa nít bây giờ nó chỉ ham vật chất, ham tiền, ham vui, nó không có để ý thôi. Thì Đức Thầy rất là buồn, Đức Thầy nói là thế hệ của Hòa Hảo bây giờ á, trẻ họ không có hiểu nhiều, nhưng mà họ cứ đến khi mà sau này á, sư phụ về nước, Đức Thầy xuất hiện, thì tự nhiên họ ngã rồi, họ hiểu hết. Còn những lời cha ông họ nói thì cha ông họ đã mất rồi, tới thế hệ này là họ không còn nữa. Cũng giống như Cao Đồ ngồi đây, Cao Đồ á, chết sống ở bên cạnh sư phụ, đi phò Minh Dương ngồi đó kìa, đó phò Minh Dương hay là Minh Dương tặng đôi giày. Nhưng mà đời con của Cao Đồ làm gì hiểu sư phụ, nhưng mà ổng là ổng quả quyết, ổng tin. Bữa nay đám dỗ Thiên Ánh miền Nam Cali, ổng nằm trên núi Thiên Long Sơn 3 năm liên tục để mong thụ nhận ổng làm đệ tử, vì ổng là người hiểu rõ nhất, nhưng mà con ổng chưa chắc hiểu đó. Thiên Trang nó đâu có hiểu đâu, nó chỉ nghe là lớn thôi. Hiểu là mình giống như là mình
mình phải trải qua, phải ném qua, giống như con phải uống cái loại trà đó thì mình biết cái trà đó nó taste như thế nào, cái mùi vị nó thế nào. Chứ người ta nói giống như bao nhiêu mấy đứa ngồi đây, cả mấy đứa tử gần luôn nữa, rồi cái đứa tử đó nữa kìa, tiên kìa, chỉ nghe là sư phụ là thiên tử, chỉ biết sư phụ có bảy dòng hồ quang, nhưng bảy dòng hồ quang làm được cái gì? Có nhiều người cứ quanh đời như vậy. Và thiên tử là sao? Biết thì tin nhưng mà không có chống đó, nhưng mà lợi lợi giống như giờ trong nhà của sư phụ, mấy đứa anh em hay là cả con ruột mấy đứa trẻ Mỹ, nó biết ba nó là đặc biệt thôi, nó biết ba nó là good daddy thôi, nó đâu có biết ba nó là sao đâu, con hiểu không? Trừ khi nào mình phải học qua cái đó. Đó là lý do tại sao sư phụ nói tất cả họ thiên trên thế giới phải cầm cuốn kinh Thiên Tâm, tức là tự mình cầm cái đuốc. Sư phụ chỉ được đi vượt biên đó con, đi bộ Campuchia qua Thái Lan, chứ phụ không phải là lúc nào cũng kè sát mỗi đứa. Đứa nào không đọc cuốn kinh á sẽ không, sẽ đi lạc đường á, tức là không có cây đuốc thì lúc đó sẽ đi xa sư phụ. Lý do nó có lý do, là vì chúng ta hôm nay có duyên ngồi đây trong cái phòng này, là vì cái aura của chúng ta, cái nó hợp với nhau, màu trắng với màu trắng. Còn khi mà đứa mà nó lăng tăng á, nó mang họ thiên mà nó không đọc kinh á, từ từ nó cũng xa, là tự gì nó không có thích hợp nữa, nó không có hiểu. Khi không hiểu là tự động mình bị kiết ra, một mình lúc nào cũng hay, thì lúc đó mình sẽ bị đọ đó, mình sẽ không có phước ở đời này để mà lên thuyền mát nhã. Cho nên có bận, có khổ, có mưa, có nắng, có lạnh cũng phải gác lên núi đọc kinh. Tại vì mỗi ngày chư thiên ngồi trong điện mẹ để mà nghe mỗi đứa đọc kinh. Bữa nay nhỏ này nó đọc được 3 tháng, bữa nay làm biến thôi. Chư thiên thôi là nhìn cái lòng gọi là bền gan, bền trí, chứ không phải mà cứ tu theo hứng, lúc thì xin cho giữ, thì lúc mà làm biến như quỷ. Tiên làm chịu nổi với người đó, đi về trời là đâu có, không có chuyện làm biến được. Đi về trời mất xác phàm mày đâu có cơ hội để làm biến. Mang xác phàm mình mới nặng nhọc, rồi trà răng, rồi mặc áo, rồi đủ chuyện hết.